mình ở ngoài kia mình xỉn thì trong lúc mình xỉn mình sẽ không thấy mình bị coi thường. Như thì nhậu chút xíu làm mẹ gì dữ gì mà cái gì cũng chữ phấn đấu bao nhiêu cũng không vừa lòng với hai mẹ con này. Tao nói thiệt mày, thí dụ mà tao tệ như vậy thì mày kiếm thằng nào khác mày lấy. Mà thí dụ nó có tốt như vậy thì nó có chịu nổi cái đết của mày không? Vâng, mày ngoại tình là mày đang sai đó. Mày nói ngồi y như gia đình này có lỗi với mày vậy. Đang sai mà, cũng biết mà. Rất là nhiều lần là cũng muốn ngưng với nhỏ đó rồi. Cũng biết mình bậy rồi, cũng nói là thôi gán tối nay mình về, mình thôi với nó, mình về với vợ mình. Nhưng mà má mỗi lần con về là mẹ với vợ đẩy con đi xa. Con nói thiệt là con có cố gắng để không có phải xảy ra cái chuyện này rồi. Con có cố gắng mà ai cũng có lỗi, ai cũng có lỗi hết. Nhưng tại sao ai cũng nghĩ mình là nạn nhân vậy? Nhậu ơi Nhậu, mày đi đâu? Nhậu, Nhậu ơi Nhậu. Sao mày chửi mày thiệt như mỗi lần mẹ chửi á là tao binh mày mà Nhậu. Sao lần này mày làm tới nông nổi mà tao tìm cái lý do tao binh mày cũng không có nữa nhìn Nhậu.